Rồi tài xế đâu ạ? Tài xế chạy đâu? Tài xế bỏ chạy hả? Của cái con này. Thằng này là anh rưỡi, thằng kia. Thằng kia là nó đánh hư vợ đánh con rồi đây. Em gái của là em gái thằng này nó hẹn ra đây mà. À. Thì hẹn ra đây làm việc. Chưa nói chuyện gì hết rồi. Thằng này nó đập xe thằng này trước. À. Đập xe thằng này. Thì nó quay lại nó trở đầu thì tưởng đâu là nó bỏ chạy. Ông này ông cũng ngu nữa, ông sàn sàn trên này này nó dí tung thằng kia tung lên luôn không thằng luôn á ngu không thằng luôn nghĩa là anh em trong nhà à, chứ phải mà nó núp đi vô chủ điện vô đồ nó đỡ anh vợ em để cố xác à thằng nó khổng má cố xác à không thằng luôn luôn.